Tony Tiến xin chào tất cả quý anh chị và các bạn nhé. Hôm nay thì Tony Tiến lại quay trở lại trời nắng nóng của chúng ta để khai thác mật ong và mở ra đàn ong này khai thác mật, chuẩn bị quay mật thùng hai cầu thì đã thấy nó làm trên bánh tổ trên nắp thùng này rất nhiều nhé, lưỡi mèo và ong đực để Tony nó giữ quá. Tony sẽ đứng đây quay xa ra, rất mong quý anh chị chúng ta cùng xem nhé. Anh đang làm cái mèo đang làm để thùng đấy, và cái bánh đây có cái bánh nó đang làm ở dưới nắp thùng đấy. Nó giữ đàn ong này giữ. Anh đang rũ tiếp cầu nữa. Cũng khá đấy, nhảy mật nhiều đấy, cầu đấy nhiều mật đấy chứ. Đàn này nó muốn cũng muốn đông quá, nó muốn chia đàn rồi. Đây đàn này mới chia đàn tách ra song song chắc khoảng hơn tháng rồi quý chị nhé. Khoảng tầm tháng ấy. Hai thùng xanh ấy. Một thùng sau anh đang rũ nữa. Mới tách đàn xong xong được hơn tháng giờ nó chiên đấy, nhiều mật và nó làm xây à, hai ba lớp xong rồi làm trên cái cầu gắn làm, nó làm hai lớp và nó làm cả cái nắp thùng nữa. Anh đang gác trên đấy, đây quý anh chị nhìn thấy, đây là quy trình chúng ta khai thác mật nhé. Đó, cái bánh của chúng ta đây và cái mâm con dao và thùng quay mật, đây là mâm bánh nhé. Những cái kia là anh đã vứt đi được, những phần nóng đực nãy mèo chúng ta bỏ đi nhé. Bên kia nó cũng là đúng rồi, đây là bữa trước là nó cũng làm trên nắp thùng rồi, là cắt anh là cắt buộc lại. Cầu kia này, cầu kia mật nhiều, cầu đang dựng thì mật rất nhiều. Hai nít nhỉ, lớp cầu này hôm nay được 2 lít. Dưới ca đây cũng khoảng tuần 1 lít rồi. Tiếp theo cái cầu này của anh cũng chắc này. Cái nào được mua bẻ đi, để nó xây cầu trong thôi, cái miếng ngoài bẻ đi. Hôm qua uống mấy giờ về? Mùi về bỏ luôn thì chủ yếu thao mấy trường uống, mấy Đức uống nhé. Đức có đi không? Đức bé không đi à? Không đi các bạn đi mâm à? Thế thì làm gì có xé, tôi tưởng ấy Đức đi nhé. Thì xe chung khe được đủ rồi, bấy nhiêu đủ rồi, 5 người đủ rồi, vừa đẹp ý. 7 chỗ đấy, 7 chỗ tài xế nữa, với hai vợ chồng là 5 người đấy, hai cặp vợ chồng 5 người, 7 người, 6 người, tài xế là 7 người. Đẹp rồi nhé. Cái cầu này khá là già mật. Mùa nắng nóng này chúng ta nên khai thác. Biết là để tránh nó đông quân, nó đòi chia tách đàn. Là ông này cũng để ông được. Quy trình này mình sẽ bỏ cầm những gần. Mình cắt đi sợ nặng quá, một bên là nó bể, hai bể. Cầu nặng cầu nhẹ bung. Mình cái nặng nó muốn bung rồi, nó bể luôn đi. Bể phần con thôi. Đó. Văng. Đó. Phần con nó bị, nó anh bỏ mất phần con. Xong rồi anh chở mật, lật mật chở mật cho anh.
Rất mong quý anh chị xem thấy video này hay hữu ích thì nhớ tặng em Tony Tiến một like và nhớ bấm nút đăng ký kênh để em có động lực ra video tiếp theo nhé. Em sẽ review chút nữa. Những cái phần mà nó xây không ấy thì chúng ta nên cắt loại bỏ để nó tự vá vào.